Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nha. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày 22 tháng 6 năm 2020 đây. Vâng, tôi vừa lắp đặt và bàn giao cho gia đình nhà bá Hòa ở tại xã Yên Thạnh, Sông Lô, Vĩnh Phúc một chiếc sập ngồi ngũ phúc bằng chất liệu gỗ gụ có kích thước là 1m8 x 2m2. Và trước mặt quý vị đây là hình ảnh của chiếc sập ngũ phúc tôi vừa bàn giao và lắp đặt cho gia đình đây. Đây là mẫu sập ngũ phúc và được tôi những người thợ thì hàng đầu của trại. Đây là hình ảnh tổng thể của chiếc sập quý vị nhé, hàng đạn rất là to. Thì trước kia chúng tôi cũng có bàn giao và lắp đặt cho gia đình một bộ cuốn thư câu đối phòng thờ phía trên này rồi, cuốn thư trúc hóa bằng chất liệu gỗ mít. Đây là hình ảnh tổng thể cái không gian phòng khách của nhà bá Hòa tại Sông Lô Vĩnh Phúc đây. Để giới thiệu chi tiết hơn về chiếc sập ngồi chúng tôi vừa bàn giao cho gia đình, thì đây tôi quay giới thiệu cho mọi người về cái đường nét độc chạm của chiếc sập này. Hàng này là chúng tôi làm theo mẫu là ngũ phúc tùng lộc, hay còn gọi dạ là được nho sóc cổ. Chính giữa là có một chú rơi ngậm chữ thọ, đuôi chim mai điểu. Đây, hoa đường nét độc chạm như thế nhé. Nét hoa văn độc chạm rất là sắc nét, như là kênh bồng, rất là kênh bồng. Kênh bồng hoa mắt. Đây là khu 3 Yên Thạnh bá nhỉ? Khu 3 Yên Thạnh. Trong này là hình ảnh bá Hòa, bá chủ nhà. Đó, mọi người có nhu cầu muốn mua sắm sở hữu những cái bộ sản phẩm sập ngồi cũng như nội thất phòng thờ thì có liên hệ cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé. Chúng tôi có địa chỉ tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Và số điện thoại là 0987 510 806. Website là đồgỗtùng8.com, mọi người có thể truy cập vào website để xem thêm những cái mẫu sản phẩm khác chúng tôi. Ok, xin chào mọi người nhé. Hôm nay ngày 22 tháng 8 năm 2020. Đây là gia đình nhà bá Hòa tại xã Yên Thạnh, Sông Lô, Vĩnh Phúc. Rồi, xin chào mọi người.